Thất bại cay đắng của Cuba, vì sao Tổng Trọng không khai tử chủ nghĩa xã hội? Vì nền kinh tế quá kiệt quệ, mới đây giá xăng ở Cuba đã tăng tới 500%, quy ra tiền Việt là hơn 100.000 đồng mỗi lít, đồng thời điện cũng tăng thêm 25%. Có ý kiến dè biểu rằng vậy là Cuba đã bỏ gác để đến thiên đường trước Việt Nam rồi hay sao? Tờ báo Vietnam Express vào ngày 29 tháng 2 đưa tin Cuba bắt đầu tăng giá xăng 500%. Theo đó, Cuba sẽ tăng giá xăng 500% cùng với giá điện cũng tăng 25% kể từ ngày 1 tháng 3. Song giá xăng cho phương tiện công cộng không thay đổi. Tại Cuba đã bắt đầu tăng giá xăng. Được biết, nhà nước Cuba đến nay vẫn duy trì kinh tế theo mô hình tập trung bao cấp thời Xô Viết. Chính phủ Cuba đã trợ cấp cho hầu hết các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Vậy mà lúc này họ buộc phải tăng giá xăng lên gấp 5 lần, như một phần trong loạt biện pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách. Thì có thể hiểu ra rằng tình cảnh của nhà nước Cuba đã bi đát lắm rồi. Theo giới phân tích quốc tế, nếu so sánh sự phát triển của hai quốc gia là Singapore và Cuba cùng giành được độc lập vào năm 1959. Tại thời điểm đó, Cuba có lợi thế về kinh tế hơn hẳn Singapore, cộng với điều kiện địa lý lý tưởng do thiên nhiên ban tặng. Vậy mà đến hôm nay, Cộng hòa Cuba đã trở thành một đất nước tàn tạ sau 65 năm theo đuổi chủ nghĩa cộng sản. Trong khi đó, Singapore đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu của thế giới. Đài Tiếng Nói nước Pháp EFI vào ngày 4 tháng 1 cho biết thêm, đúng 65 năm sau khi Fidel Castro tuyên bố cách mạng chiến thắng, Cuba chìm trong khủng hoảng. Thủ đô Cuba đầy người ăn xin, nhiều người sống tạm bợ chờ cơ hội di cư sang nước khác. Hình ảnh một cây xăng ở thủ đô La Habana tại Cuba vào tháng 1 năm 2024. Lần kỷ niệm thứ 65 năm ngày chiến thắng này là lần kỷ niệm buồn thảm nhất của cách mạng Cuba với tình trạng siêu lạm phát, nạn đói và tuyệt vọng. Thủ tướng Cuba, ông Manuel Cruz phải loan báo một kế hoạch gây sốc là tăng giá điện, khí đốt, xăng, nước, vận chuyển công cộng và kể cả xì gà do quá thiếu thốn. Thủ tướng Cuba cũng đề nghị giảm số lượng người được hưởng chế độ phân phối theo tiêu chuẩn bao cấp. Điều khiến giới quan sát đánh giá là một lựa chọn đáng ngạc nhiên của chính phủ Cuba và Đảng Cộng sản, vì tất cả các công chức ở Cuba đều cần đến sổ mua hàng, một biểu tượng của kinh tế tập trung theo thời bao cấp với mô hình Xô Viết. Tuy số lượng hàng bán theo tem phiếu ngày càng ít đi, nhưng nếu không có nó thì hàng ngàn người cao tuổi hay người không có thân nhân ở nước ngoài sẽ chết đói. Quan trọng hơn, nếu chính sách bao cấp mất đi, nó sẽ chôn vùi luôn cái gọi là chủ nghĩa xã hội. Đài FI còn mô tả ở thủ đô Cuba và các thành phố khác, người ta dễ dàng bắt gặp hàng đoàn người già ốm dơ xương, người ăn mày, đàn bà trẻ con đói khát ngày càng đông đảo từ nhiều tháng qua. Truyền thông độc lập của những người Cuba ở nước ngoài mô tả cuộc sống tồi tệ của quốc đảo này. Vào năm 2023, Cuba thực sự ở bên bờ địa ngục. Các mặt hàng thiết yếu không có hoặc quá đắt đỏ. Thiếu thuốc men và bác sĩ, dù xưa nay hệ thống y tế vẫn được ca tụng, đất nước nông nghiệp bị bỏ hoang, du lịch thì xuống dốc. Như những bóng ma trên một con tàu đang trôi đi trong vô định. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, theo giới phân tích, các quốc gia thiên tả thì làm ngơ với Cuba. Cộng hòa Liên bang Nga, đồng minh thân cận cũng không dư giả gì vì vướng vào cuộc chiến ở Ukraine. Nếu La Habana không đưa quân sang giúp Nga ở Ukraine thì đừng hy vọng sự giúp đỡ từ Nga. Còn với Trung Quốc, họ quá hiểu rằng tiền mà cho Cuba vay thì coi như mất đứt, nên Bắc Kinh không hề quan tâm. Hoa Kỳ thì chẳng cần phải nối lại đối thoại với La Habana, họ chờ cho chế độ cộng sản ở nước này tự sụp đổ. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Những điều vừa kể trên cho thấy tính chất cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ còn tồn tại một từ duy nhất trong danh xưng, còn tất cả đường lối, chủ trương, hành động thì tuyệt nhiên không còn chút gì là cộng sản nữa. Khi nhận xét về lời nói đầu của dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 vào tháng 10 năm 2013, trong phần phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không ngần ngại thừa nhận rằng Xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời Báo .de với bản tin Thất bại cay đắng của Cuba, vì sao Tổng Trọng không khai tử chủ nghĩa xã hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo .de. Tương lai Tô Đại sẽ ra sao khi ăn đòn liên hoàn cước? Cuối năm 2023, hãng tin quốc tế Bloomberg đã phân tích về tình hình chính trị Việt Nam, đề cập những dấu hiệu đấu đá nội bộ trong thượng tầng lãnh đạo và cho rằng sinh mệnh chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính chênh vênh theo sự trồi sụt của nền kinh tế và những bất ổn nội bộ đang có vẻ không tốt đẹp. Theo Bloomberg, những bất đồng về quan điểm trong ban lãnh đạo của Việt Nam hiện nay giữa các phe cánh trong nội bộ đảng không có dấu hiệu thuyên giảm. Đặc biệt, cộng đồng mạng chú ý đến mối quan hệ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và một nhân vật có quyền lực bao trùm hiện nay là Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Thanh tra Chính phủ đang yêu cầu tỉnh Hưng Yên kiểm điểm liên quan đến các vi phạm tại 19 dự án. Báo Dân Việt vào ngày 27 tháng 2 đưa tin Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên kiểm điểm liên quan đến vi phạm tại 19 dự án. Bản tin cho biết, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện một số thiếu sót vi phạm tại 19 dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để xử lý. Điều vừa kể trên có liên quan gì đến cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay hay không? Bởi ông Tô Lâm quê Hưng Yên, mà theo giới phân tích, ông đang cố gắng tỏ ra là một ứng viên sáng giá đối với chiếc ghế quan trọng bậc nhất này. Trong lúc các ứng viên khác như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính được cho là có nhiều khả năng hơn, bởi họ nằm trong tứ trụ, là nhóm quyền lực lớn nhất hiện nay trong Bộ Chính trị. Bộ Công an dưới thời ông Bộ trưởng Tô Lâm có một số lượng lớn lãnh đạo là người đồng hương Hưng Yên với ông, nhiều tới mức có những rèm pha cho rằng muốn làm lãnh đạo Bộ Công an lúc này thì phải có bằng C tiếng Hưng Yên. Một người đồng hương và cũng là đồng minh thân cận của Tô Lâm, đó là Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam hiện nay, ông Đỗ Tiến Sĩ. Ông Sĩ là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và là cựu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Trước Hội nghị Trung ương 10 năm 2023, ông Sĩ đã cho đăng bài chúng ta đã để lọt cán bộ không đủ đức, đủ tài vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Lên trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây được coi là một thông điệp mà Tô Lâm gửi tới Tổng Trọng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hãng tin quốc tế nói trên từng đánh giá về việc hai ông Phó Thủ tướng bị đánh văng ra ngoài. Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023 thì đến lượt ông Phúc, Chủ tịch nước cũng bị cho thôi chức vì ông này là một trong những người nhòm ngó cái ghế Tổng Bí thư mà ông Trọng đang ngồi. Theo giới quan sát, điều đó cho thấy đã trở thành một thông lệ, bất kỳ đồng chí nào dắp tâm dòm chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Trọng thì rồi sẽ bị loại bỏ không thương tiếc. Các nhân vật như Đinh Thế Huỳnh, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc là những minh chứng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, được cho là em gái mây mưa của Thủ tướng Chính, đã trở thành yếu huyệt của ông. Phạm Minh Chính đã trở thành cái gai trong mắt ông Trọng kể từ Hội nghị Trung ương 5 đến Trung ương 7 khóa 13. Ông Chính đã phải liêu xiêu bất an bởi Tổng Trọng không giấu giếm mục tiêu hất Thủ tướng Chính để củng cố vị thế cho Vương Đình Huệ. Ông Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu của Singapore từng nhận định như sau. Một số đảng viên cấp cao muốn ông Chính bị hất cẳng vì nếu ông Chính còn ngồi đó, ông ta có thể là chướng ngại vật cho người khác. Tổng Trọng đã nỗ lực thúc đẩy truy bắt cho bằng được bà Nhàn kể từ giữa năm 2022 trước Hội nghị Trung ương 7 khóa 13 vào tháng 5 năm 2023. Tổng Trọng cũng đã không hề giấu giếm điều vừa kể trên khi công khai khẳng định với cử tri Hà Nội rằng trốn cũng không thể trốn được. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Giới thảo tin tiết lộ trước sự lộng hành của Tô Lâm, Tổng Trọng muốn đưa Phan Đình Trạc vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an thay cho Tô Lâm. Do vậy, cú đánh bồi của Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Hưng Yên kiểm điểm liên quan vi phạm tại 19 dự án cũng là động thái nhắm đến Tô Lâm. Từ cuối năm 2023 cho đến nay, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có những động thái bất thường. Ông liên tiếp bắt giữ và mở rộng điều tra đối với các quan chức cấp tỉnh có liên hệ với quan chức cấp cao. Vụ bắt giữ ở Lâm Đồng, địa bàn của bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, là một ví dụ. Đó là lý do vì sao khả năng Tô Lâm sẽ rất chật vật để trụ lại trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14 là điều dễ hiểu. Và rất có thể tới đây Tổng Trọng sẽ tiếp tục tạo thêm áp lực loại Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư. Ông Phạm Minh Chính, cựu trưởng ban tổ chức Trung ương, là lãnh đạo cũ của bên Đảng. Hơn nữa, ông chính là phó trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 13, cánh tay phải trong công tác nhân sự cho Tổng Trọng. Mà đến nay, ông Chính cũng liều siêu là điều không thể coi nhẹ. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời Báo .de với bản tin Tương lai Tô Lâm sẽ ra sao khi ăn đòn liên hoàn cước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo .de